Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 năm 2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dự tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí dương văn an ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí bùi huy vĩnh ủy viên thường trực ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh lãnh đạo chủ chốt các ban sở ngành đoàn thể hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc các xã phường, thị trấn trong tỉnh. Quán triệt nội dung quy định số 144 năm 2024 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, phân tích những nội dung cốt lõi quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gồm yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, đoàn kết, kỳ cương, tình thương, trách nhiệm, Gương mẫu khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Quy định 144/2004 của Bộ Chính trị khái quát cập nhật và đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ, nhân viên, hội cựu thanh niên sung phong các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, các học viên quán triệt những nội dung cơ bản của luật thi đua khen thưởng năm 2022, Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng, huy chương thanh niên sung phong vẻ vang và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và một số văn bản quy định của tỉnh hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, nhân viên, hội cựu thanh niên sung phong các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, áp dụng những nội dung quy định mới đúng trình tự, tránh bỏ sót quyền lợi cho các hội viên. Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Tường tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 130 đảng viên mới kết nạp đang sinh hoạt tại các tri bộ cơ sở trong toàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng việt nam độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới cũng tại lớp học các học viên được nghe truyền đạt chuyên đề tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện vĩnh tường Vĩnh Phúc vừa bước qua 6 tháng đầu năm 2024, năm có ý nghĩa quyết định để về đích thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình trong nước, trong tỉnh còn có nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục chuyển biến tích cực đạt nhiều kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đã có một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm, qua đó tạo đà để Vĩnh Phúc hoàn thành các mục tiêu sau tháng cuối năm 2024. Trước khó khăn, thách thức, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực gắn với trách nhiệm đã đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,26%. Quy mô giá trị gia tăng theo giá hiện hành sau tháng đầu năm đạt trên 80,72 nghìn tỷ đồng, tăng 8,53% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 62,15%, khu vực dịch vụ chiếm 30,14% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 7,71% tổng giá trị tăng thêm. Tổng thu ngân sách của tỉnh sau tháng đầu năm đạt trên 15.535 tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 13.235 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng đã đẩy mạnh các cái giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ động thuế, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế và giám sát chặt chẽ của động kê khai hoàn thuế, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính thuế để tiết kiệm cái thời gian và cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp phát triển dẫn đến là cái số thu cũng đạt được cái mức tăng trưởng uh, so với lại cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn, thu hút đầu tư là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội, khẳng định Vĩnh Phúc vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư FDI sau tháng đầu năm đạt kết quả cao với tổng số vốn đạt 435,8 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu kế hoạch cả năm. Thu hút vốn đầu tư DDI đạt trên 2.380 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch năm 2024. Trong thời gian qua, Ban quản lý các khu công nghiệp thu hút đầu tư tại chỗ, cải cách thủ tục hành chính, nhất là về thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp uh, triển khai đúng theo tiến độ hạ tầng kỹ thuật và uh, có sẵn mặt bằng để các nhà uh, đầu tư trong và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Xác định hoạt động của doanh nghiệp là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Doanh nghiệp phục hồi sản xuất chính là yếu tố quyết định để phục hồi tăng trưởng. Các cấp các ngành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng sản xuất, đóng góp quan trọng và tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, công ty chúng tôi đã đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng. Dự kiến 6 tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới, triển khai sản xuất các sản phẩm mới để quyết tâm vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Lĩnh vực dịch vụ du lịch của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, số lượt khách du lịch, doanh thu du lịch tăng khá so với cùng kỳ. Công tác lập và quản lý quy hoạch tiếp tục được chú trọng. Sau tháng đầu năm 2024, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quyết liệt triển khai. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục có bước phát triển. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, cơ sở vật chất được đầu tư ở các cấp học, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của tỉnh năm học 2023-2024 tiếp tục được nâng lên. Công tác y tế được quan tâm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị các đơn vị được đầu tư. Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tiếp tục được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được củng cố. Đây là tiền đề, động lực để Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. 6 tháng cuối năm về tăng trưởng của Vĩnh Phúc theo dự báo thì cũng có những nét khả quan để được có cái mức độ tăng trưởng đó thì là chủ lực vẫn chủ yếu là sự tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh nó là ngành điện tử bên cạnh đó thì những ngành mà có xu hướng phục hồi được kỳ vọng vào những chính sách của nhà, nhà chính phủ đưa ra như ngành sản xuất ô tô, ngành xe máy. Hoàn thành chỉ tiêu của 6 tháng còn lại không chỉ có ý nghĩa để hoàn thành mục tiêu cả năm 2024, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17. Khó khăn không lùi bước, với tinh thần quyết tâm vượt khó, thao gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực sẽ giúp kinh tế xã hội vĩnh phúc tăng trưởng và phát triển đạt các mục tiêu đề ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Xuân Bình, sinh năm 1992, Chú tại thôn Yên Bình, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự. Theo tài liệu của cơ quan công an, từ đầu năm 2024 đến nay, Đinh Xuân Bình đã tạo lập tài khoản Facebook Nhà vườn Thanh Bình và tài khoản Zalo Nhà vườn Mộc Hương, sau đó đăng bài ra bán cây cảnh, xe đạp, loa đài. Khi có người mua hàng, Bình yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó Đối tượng quay video đóng gói hàng chuyển cho người mua yêu cầu nói là hàng đã được gửi đi và yêu cầu người mua hàng chuyển thêm tiền cọc thanh toán hết số tiền hàng. Nếu người mua hàng chuyển thêm tiền đặt cọc thì binh lại tiếp tục giả danh người vận chuyển liên hệ thông báo người mua hàng chuẩn bị đến để yêu cầu người mua hàng chuyển tiền cọc cho đến khi bị hại nghi ngờ thì đối tượng chặn liên lạc. Với thủ đoạn trên từ đầu năm 2024 đến nay Đinh Xuân Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.